chặng đường cướp của. Ngày xưa, ở làng Đa Hòa, có một ông thầy phù thủy cao tay, tên là Giọng. Không những ông có nhiều phép lạ, mà còn có lòng thương người. Con xin ông thư thương cho chúng con thêm một thời gian nữa. Xin này, ta nghe các ngươi xin mệt mỏi lắm rồi, nộp ngay ra đây. Hồi ấy, làng Đa Hòa gặp mấy năm hạn hán, mùa mất liên tiếp, dân tình cơ cực. Nhưng mấy tên trọc phú lại được thể tăng tiền sưu thuế, khiến cuộc sống của người dân càng thêm khốn đốn trăm bề. Ta không thể chống mắt lên nhìn nhân dân khổ cực như thế này được. Bao nhiêu ruộng nhà nghèo đều lấy về ban cho một số người có của chính là các ngươi. Đó là do các ngươi được hưởng lộc của trời. Nhưng nếu không biết tạ ơn, thì rồi có lúc sẽ bị trời đất phạt đấy. Ông ấy là người có thể thông được với thần đấy. Chúng ta mà không nghe theo, lại có chuyện ngay. Xin ông hãy chỉ giúp, muốn tạ ơn thánh thì phải làm gì? Làng ta vốn không có đình, thánh thần ngự về không có cái mà ở. Vậy hãy mau mau dựng một cái đình. Thưa ông, chúng tôi không phải người làng này, mà ở làng Vạn Phước bên cạnh. Nghe nói ông đang cho xây dựng một ngôi đình linh thiêng, nên chúng tôi cũng muốn góp của xây dựng để các thánh ban lộc cho. Không biết có được không? Tại sao lại không được cơ chứ? Các ngươi cứ tùy tâm. Đây là số tiền của các người giàu góp vào làm việc thiện. Trước mắt, các người hãy cầm về và trang trải cuộc sống. Nhưng ông ơi, ông cho chúng con thì về sau ông lấy đâu tiền để bù vào chỗ tiền của bọn trọc phú để xây đền? Đừng lo, ta đã có sự định liệu cả rồi. Sau khi phân phát của cải cho người nghèo, ông bảo họ gánh đất đắp thành nền đình, ở sân đình, trồng các thứ cây cối, kể cả các loại cây dây như cây bìm bìm. Làm như thế này thì khi nào mới xong đền? 3 tháng nữa sẽ có một ngôi đền ở đây, các người chớ lo. Nền đình đã đắp xong, hàng cũng sắp hết rồi, mà giờ này gỗ lạc chưa có một que, là sao đây? Thì đình khắc có, đừng ai sinh sự. Ông lại dám lừa gạt tiền của chúng tôi, hết lần này đến lần khác, đúng là phường lừa đảo. Anh em đâu, phải dạy cho tên này một bài học. Trời ơi, dừng lại ngay, đừng đánh nữa. Đình khắc có đình, nhưng đánh người là có tội. Kẻ nào đánh ta thì phải đền tội. Ngày hôm sau, ông Giọng đã dậy mang nón đi sang làng Vạn Phước để bắt đền. Tới nơi, ông vào thẳng trong đình làng Vạn Phước. Người dân làng Vạn Phước thấy sự lạ cũng kéo đến nườm nượp. Các ông các bà xem, bọn trọc phú ở làng này vô cớ gây sự đánh ta. Kẻ nào sinh sự thì phải đền tội, sẽ phải đền đình. Đây là đình làng của chúng tôi, ông hãy mau ra khỏi đây ngay. Tôi không đi, tự dưng vô cớ sang làng tôi sinh sự và đánh tôi. Tôi được rửa nhục rồi, thì sẽ đi ngay. Không lời thôi, mau ra khỏi đình của chúng tôi ngay. Bây giờ tôi sẽ cắm cây gậy này xuống trước sân đình. Nếu làng ta nhổ được cây gậy lên, thì tôi xin đi ngay. Còn nếu không nhổ được, thì các ông sẽ phải mất ngôi đình này. Các ông có đồng ý như vậy không? Chỉ là trò mèo thôi, được, chúng tôi đồng ý. Cần gì phải nhiều người mất công, chỉ một mình tôi nhổ cũng đủ. Và hắn chạy tới, hắn ôm cả người vào ráng sức lắc mà cũng không chuyển. Hay là thua cuộc rồi nha. Xin đồng dân nhớ cho, nếu làng ta có mất đình, chẳng phải tại tôi. Đó là do bọn trọc phú ỷ thế sinh sự, bắt chúng nó làm lại đình khác để đền. Đừng lên. Bằng phép thuật của mình, ông Giọng đã khiến ngôi đền bay lơ lửng trên không trung, rồi cùng ông vượt qua các lũy tre bay về làng Đa Hòa. Ôi trời ơi, có một ngôi đình đang ở đây, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cái tên kia, làng Vạn Phước tố cáo người ăn trộm đình về cho làng Đa Hòa. Có thế nào cứ thực tường khai để khỏi phải tra khảo. Xin quan lớn bớt cơn thịnh nộ, cho kẻ hạ dân hỏi bên nguyên. Các ông có dấu hiệu nào chứng minh được đây là đình của mình không? Đúng, các người hãy đưa ra dấu hiệu chứng minh đây là đền của mình. Dấu hiệu chứng minh chỉ là ngôi đền bằng gỗ bằng gạch, chứ chứng minh kiểu gì đây? Bẩm quan, như vậy là đã rõ. Đình của họ mà họ không nhớ nổi một dấu hiệu nào để chứng minh. Còn đình làng tôi thì bìm bìm đã mọc lên tận nóc, cổ kính và lâu đời. Xin mời quan khám hư thực. Quan tiến lại khám thì quả thấy xung quanh đình bờ dậu đã mọc xanh kính, đặc biệt là dây bìm bìm đã leo lên tới nóc. Quả đúng là như vậy, đây là đình của làng Đa Hòa.
bọn Hào Lý làng Vạn Phước chịu thua kiện, cấm cổ ra về. Đúng là phường độc ác, phải như vậy chúng mới thôi tác oai tác quái chứ. Đội ơn ông. Và đình làng Đa Hòa có từ ngày ấy. Người ta nói đình làng Đa Hòa cho đến nay vẫn còn. Một cột cái của nó vẫn để lơ lửng vì thiếu mất một hòn đá tảng lúc vượt sông. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Giấc mộng thiên tài. Thiền Di, Thiền Di, dậy, dậy nhanh. Nay chủ nhật mà, bố cho con ngủ thêm một chút nữa đi. Không được, dậy cùng bố đi sang nhà bà Hạ, đưa ít bánh cho bà đi. Khả Hân làm thơm quá, cảm ơn cô chú nhiều nha. Có gì đâu bà. À, Thiền Di nó cứ nhất quyết đòi đi theo tôi, nói là muốn chứng minh cho bà thấy nó giỏi như thế nào. Thiền Di, vậy thì con nói cho bà Hạ nghe xem, năm 1925 là năm gì? Năm Ất Sửu ạ. Hả? Trời, sao cháu có thể trả lời nhanh như vậy mà đúng được? Thế năm 4300 là năm gì hả Thiền Di? Dạ, là năm Mậu Tý ạ. Ồ, thật là giỏi ha. Phố ta có thiên tài rồi. Bà biết không, 2 tuổi Thiền Di đã đi học và thuộc hết các bảng chữ cái, chữ số và cách đánh vần. Vì nhà tôi thấy nó quá thông minh nên cho nó đi học lớp 1 từ khi lên 4 tuổi. Chà, chẳng bù cho thằng Cường nhà tôi suốt ngày chỉ biết đá bóng cùng đám bạn của nó không hả? Bố ơi, bố cho con ở lại đây chơi đá bóng với Cường một lúc nha. Bố mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, những thiên tài tuyệt đối không có giây phút nào nghỉ ngơi, nhớ chưa? Con không được tắm quá thời gian quy định, tới giờ học rồi nè. Đến giờ con ngồi vào bàn học rồi. Bố mẹ đi ra ngoài chơi hả? Về nhà nhanh. Vì dám bỏ giờ học trốn đi chơi nên chiều nay và cả ngày mai con phải làm xong bài tập trong vòng nửa tháng cho mẹ, biết chưa? Một năm sau. Hôm nay trong buổi lễ bế mạc cuối cấp này, thầy thay mặt nhà trường tuyên dương em Ân Thiền Di. Thiền Di, hè này bọn mình đi Disneyland chơi đi. Nghe nói sang tuần có đoàn biểu diễn nổi tiếng về khu du lịch đó đó. Tớ sợ bố mẹ tớ không có cho. Ôi trời ơi, không học một ngày không kém đi được đâu. Hơn nữa, cậu đã học trước bọn tớ tận mấy năm rồi. Bố, mẹ, con... Có chuyện gì mà con ấp úng thế? Con muốn đi dã ngoại với các bạn cùng lớp vào ngày mai. Không được. Chẳng phải mẹ đã nói là suất học bổng vào trường tài nhân chỉ có một à? Mẹ con nói đúng đấy, con nhất định phải thắng Thế Bảo. Thiền Di, dậy nào con, đã 5 giờ rồi, ăn xong còn làm bài tập nữa chứ. Sao lại lạnh toát thế này? Thiền Di à, Thiền Di. Ân Anh à, nhanh lên, con của chúng ta nó. Không học được nữa, làm ơn tha cho con đi.
May là cậu bé được đưa vào cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Tuy nhiên, cậu bé có biểu hiện bị tổn thương tâm lý nặng nề. Không thể nào. Thôi, em về qua nhà lấy ít đồ cho con đi. Mình chán cuộc sống này, không bạn bè, không vui chơi. Mình muốn được đi chơi như các bạn, nhưng mình phải hoàn thành giấc mộng thành thiên tài của bố mẹ. Mẹ xin lỗi, vì quá mải mê chạy theo giấc mộng thiên tài của bố mẹ mà con ra nông nỗi này. Từ giờ hãy chơi những gì mà con thích, làm những gì mà con muốn nha. Bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ, Cibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Cibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Sự tích hoa tóc tiên. Làm nọ, có cô gái tiên tiên, con nhà quyền quý và xinh đẹp như một nàng tiên giáng trần. Mái tóc nàng đen huyền trải dài tới gót chân, luôn suôn thẳng và thơm mùi hoa đồng nội. Với vẻ đẹp đó, không biết bao nhiêu thanh niên trai tráng đem lòng tương tư nàng. Thế nhưng, thay vì chọn một chàng công tử, thì tiên tiên lại vô cùng cảm mến anh chàng Lê Văn, mồ côi giúp việc trong nhà mình. Vì đó là một chàng trai chăm chỉ, thông minh và đầy nghị lực.
cũng đều chỉ biết lắc đầu ái ngại trước bệnh tình của tiên tiên. Căn bệnh quái ác khiến mái tóc ống ả ngày nào của nàng cứ rụng và xơ xác dần đi. Con ơi, con của ta. Tiên tiên, nàng bảo sẽ đợi ta cơ mà. Lê Văn vì quá đau khổ và thương nhớ nàng tiên tiên nên ngày nào cũng đến bên mộ người yêu thắp hương và không còn thiết gì học hành nữa, đến nỗi thân hình tiều tụy như xác ve. Tiên tiên, tiên tiên. Lê Văn, chàng đừng vì quá lưu luyến ta đến nỗi quên cả bản thân mình như vậy. Cuộc sống đời trần thế của ta dù chẳng thể dài hơn để được ở bên chàng, nhưng còn chàng, hãy sống tiếp một cách có ý nghĩa và nhớ thực hiện lời hứa với ta nhé. Tiên tiên, đừng bỏ ta. Tiên tiên. Tiên tiên. Tiên tiên, nàng ra đi mang theo tình yêu lẫn hy vọng của ta ra đi. Nàng ầm chưa cách trở thế, nhưng nàng vẫn trở về vì lo lắng cho ta ư? Ta hiểu rồi. Kìa, chẳng phải cậu Lê Văn trước làm cho nhà ông Phúc đấy sao? Đúng rồi, cậu ấy đổ bản trở về rồi kìa. Cha cha, thật là giỏi giang mà. Dạ, con chào hai bác. Chào cậu. Chào quan lớn. Dạ, bác cứ gọi con là Lê Văn là được rồi ạ. Ôi trời ơi, đâu có được. Giờ cậu đã học hành thành tài, đổ bản thành quan rồi, là chúng ta thật vinh dự, không thể cứ gọi như trước được. Phải. Mà ông Phúc biết được cậu trở về giỏi giang thế này thì mừng phải biết. Dạ, con cảm ơn hai bác. Bà nhân tiện đây, hai bác cho con hỏi thăm chút là bác Phúc vẫn khỏe chứ ạ? Cậu là ai thế? Cậu muốn tìm ai? Thưa ông, con là Lê Văn đây. Thời gian qua ông sống một mình không người phụng dưỡng, thật vất vả quá. Lê Văn, tôi nghe đồn cậu đã đổ bản thành quan, giờ cậu về đây để nhìn cái cảnh khốn khổ của tôi mà hả hê ư? Thưa ông, con không bao giờ dám có ý như vậy hết. Từ trước đến nay, con luôn một lòng coi ông như cha của mình. Này tiền tiền không còn nữa, con xin ông hãy chấp nhận con như một người con, để con có thể phụng dưỡng ông tuổi già, giúp đàn ấy nơi suối vàng có thể an tâm. Thật tiếc là tiền tiền của ta không có phúc phận. Cậu không trở về đây oán trách ta ngày ấy đã đuổi cậu đi, mà lại còn muốn phụng dưỡng ta ư? Ta cũng không dám nhận cái phúc phận đó đâu. Thôi, cậu đi đi. Xin ông hãy chấp nhận, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào ông đồng ý mới thôi. Con của ta, bao năm qua ta đã sống trong chuỗi ngày ân hận và đau đớn tột cùng. Con gái của ta ra đi với căn bệnh quái ác là một phần, nhưng đau đớn hơn là nó lại phải chịu ấm ức trong lòng khi bị ta ngăn cấm tình yêu. Ông trời đã trừng phạt ta bằng tuổi già, sự cô đơn và dây dứt. Vậy mà giờ đây con đã thành danh trở về mà không ghét bỏ ta, lại còn phải chịu mưa gió lạnh lẽo thế này vì ta hay sao? Cha, xin cho con được gọi một tiếng cha. Con biết thân phận mình thấp hèn nên đã cố gắng học hành để không phụ lòng cha và xứng đáng với tiên tiên. Chính cha và tiên tiên là động lực để con có được ngày hôm nay. Vì thế, bằng cả tấm lòng mình, con xin cha hãy chấp nhận con và để con bên cạnh phụng dưỡng cha thay cả phần tiên tiên nơi chính suối ạ. Ngày hôm sau, khi Lê Văn cùng ông Phúc ra thăm mộ tiên tiên, cả hai vô cùng ngạc nhiên khi thấy trên mộ ấy mọc lên một loài hoa cánh mỏng dịu dàng và trong trẻo. Loài hoa đó gợi cả hai nỗi nhớ khôn nguôi đến nàng tiên tiên xinh đẹp với mái tóc dài mượt mà ngày xưa. Cánh hoa mỏng dịu dàng rung rinh trong gió như một nụ cười hội ngộ. Cũng kể từ đó, loài hoa ấy được gọi tên là tóc tiên.
bộ nhớ dẻo dai, phục hồi não bộ. Sibakin giúp hỗ trợ người sau tai biến mạch máu não. Sibakin nhập khẩu bởi Sâm Phạt Ma. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.